Thưa quý vị, Đà Nẵng đã phải đối mặt với đợt dịch COVID-19 thứ hai bùng phát với rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, trong gian khổ hiểm nguy thì mới rõ được sức mạnh của tình đồng bào. Nhiều hoạt động tương thân tương ái hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn được tích cực triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn thành phố. Luôn quan tâm, đồng cảm và sẻ chia, cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp, cùng nhau nhân rộng tình người trong xã hội. Đó là thông điệp mà chương trình chuỗi ngày cách ly trao yêu thương tận bếp gia đình mong muốn gửi gắm đến cộng đồng. Bảy giờ sáng tại thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, vượt hàng chục cây số mang theo tình cảm của người miền xuôi gửi đến bà con đồng bào miền núi Hòa Vang. Hơn 300 suất quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, nước tương, cá khô và cả những hộp khẩu trang, nước sát khuẩn đã được các anh chị trong nhóm thiện nguyện trao tặng tay cho bà con với mong muốn giúp đỡ và san sẻ bớt những khó khăn thiếu thốn của đồng bào dân tộc Cơ Tu nơi đây khi đang chịu ảnh hưởng rất nhiều từ dịch bệnh COVID-19. Hiện tại chị em là đang sinh con nhỏ, một mình chồng em đi làm. Mà trừ chồng em cũng đang thất nghiệp, không có việc gì để làm. Cuộc sống của người dân thì rất chi là khó khăn. Em cũng thay mặt cho toàn thể bà con ở nơi đây thì xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, các mạnh thường quân và đoàn của mình ngày hôm nay đã đến thăm và tặng quà cho bà con. Từ đồng bằng lên thăm, lên tặng quà, cũng mấy già cả cũng thấy cũng mừng, thấy cũng phấn khởi. Cũng xin cảm ơn đoàn đồng bằng đem lên tặng quà. Đại diện cho bà con, xin cảm ơn đoàn đã có những xúc quà mang đầy ý nghĩa đến cho bà con để trong những đợt khó khăn này, bà con rất là quý. Gần 1 tỷ đồng là số tiền mà các anh chị đã vận động được để có thể thực hiện chương trình này tại tất cả 7 quận huyện trên địa bàn thành phố, đủ để thấy hiệu quả của chương trình này. Suốt thời gian qua, cứ hễ nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, các anh chị lại lặn lội đến tận nơi để tìm hiểu rồi vận động kêu gọi giúp đỡ. Cứ thế, hàng chục chương trình ý nghĩa đã ra đời, mang theo tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia yêu thương, tất cả tấm lòng cùng nhìn về một hướng. Chúng em đã phải cách ly cả gia đình, cách ly cả con cái để chúng em tâm huyết vào chương trình. Cho nên là chúng em cảm thấy chúng em làm được những cái niềm vui nho nhỏ cho bà con ở đây, chúng em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, chương trình Cơm Nghĩa Tình đã được các anh chị nấu xuyên suốt 30 ngày với số lượng hơn 40.000 suất, đã đến được tặng tay từng y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Giờ đây, khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát, những người trẻ này lại tiếp tục với hành trình thiện nguyện của mình, không chỉ mang theo những suất quà mà còn là tình cảm ấm áp giữa miền xuôi với bà con miền núi. Cảm ơn sự hợp tác của các mạnh thường quân đã đồng hành cùng cả nhóm trong suốt mùa dịch 40 ngày. Cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã theo nhóm từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Thì nếu mà một người không có tâm không thể trụ 40 ngày với nhóm được. Toàn bộ tinh thần thiện nguyện của các bạn tình nguyện viên đều xuất phát từ cái tâm thiện nguyện lớn, tâm yêu thương mọi người lớn, tâm muốn san sẻ lớn thì mới làm được cái chương trình này. Trong khó khăn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp, với sứ mệnh làm dịp cầu nối mà yêu thương đến với mọi nơi cần giúp đỡ, dù ở đồng bằng hay miền núi, dẫu khó khăn vất vả đến thế nào, họ vẫn thầm lặng với công việc của mình, tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá, chung sức chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19.